Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Bích Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình Bích thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giống mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống mít thấy sáng hôm nay thì giá tạm thời cũng không có biến động gì nhiều so với chiều hôm qua. Hy vọng là từ đây tới chiều thì giá mít có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Tình hình giống mít thấy sáng hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long kem nhất là 20, kem nhì là 10, giống mít kem 3 là 5. Khu vực Cần Thơ thì kem nhất là 20, kem nhì là 10, giống mít kem 3 là 5. Khu vực Đồng Tháp thì kem nhất đang có mức giá đồng từ 20 đến 21, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Khu vực An Giang thì kem nhất đang có mức giá đồng từ 20 đến 21, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Khu vực Hậu Giang thì kem nhất là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Còn ở khu vực Sóc Trăng thì kem nhất là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Ở khu vực Trà Vinh thì kem nhất là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì mít chợ hiện nay đang nằm mức giá đồng từ 3.500 đồng một ký. Còn khu vực Long An thì kem nhất là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Ở khu vực Tiền Giang thì kem nhất là 21, kem nhì là 11 và mít kem 3 là 5. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, chứ khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giờ mít. Còn khu vực Tây Ninh thì kem nhất là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 là 5. Còn khu vực Đồng Nai thì kem nhất là 18, kem nhì là 8 và mít kem 3 là 4. Khu vực Bình Dương thì kem nhất là 18, kem nhì là 8 và mít kem 3 là 4. Khu vực Đồng Nai thì kem nhất là 18, kem nhì là 8 và mít kem 3 là 4. Khu vực Vũng Tàu thì kem nhất là 18, kem nhì là 8 và mít kem 3 là 4. Ở khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thì mít chợ hiện nay đang nằm mức giá đồng từ 3.000 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì kem nhất là 17, kem nhì là 7 và mít kem 3 là 3. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.